Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh học toán online Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục giải các bài tập Trong sách ôn luyện và kiểm tra toán lớp 5 Mời các em mở sách ôn luyện và kiểm tra toán lớp 5 Tuần 26 Phần 1 ôn luyện tiết 2 Thì Trong video trước chúng ta đã làm được các bài tập từ bài tập số 1 đến bài tập số 5 Trong video hôm nay chúng ta sang bài tập số 6 ở đây đối với mỗi bài tập thì các em lên bấm tạm dừng video và các em làm trước. Rồi tính nhé sau khi làm xong thì các em bấm tiếp tục video và so sánh xem là mình làm có đúng hay không nha. Và các em đừng quên ủng hộ kênh Học toán online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi bài tập số 6. Một bác thợ mộc làm 3 sản phẩm trong 4 giờ. 3 sản phẩm thì làm trong thời gian là 4 giờ. Hỏi để làm được 5 sản phẩm như thế 5 sản phẩm như thế bác thợ mộc cần bao nhiêu thời gian? Thời gian làm xong một sản phẩm là như nhau. Thì ở đây các em sẽ giải bài toán theo bước rút về đơn vị. Tức là các em rút về đơn vị một sản phẩm làm mất bao nhiêu thời gian. Từ đó muốn tính thời gian để làm ra 5 sản phẩm thì các em sẽ lấy thời gian làm ra một sản phẩm các em gấp lên 5 lần tức là em nhân với 5. Rồi cụ thể thì chúng ta sẽ giải bài toán là như sau. Đầu tiên chúng ta có thời gian để bác thợ mộc làm ra một sản phẩm là. Làm ra 3 sản phẩm thì mất thời gian là 4 giờ. Như vậy làm ra một sản phẩm số sản phẩm giảm đi 3 lần thì thời gian cũng phải giảm đi đi 3 lần. Các em lấy 4 chia 3. 4 chia 3 chúng ta được một số thập phân rất là lẻ. Như vậy để thuận lợi cho việc tính toán thì các em nên để dưới dạng phân số là 4 phần 3. Thời gian để bác thợ mộc làm ra một sản phẩm là 4 phần 3 giờ. Như vậy để làm được 5 sản phẩm như thế, bác thợ mộc cần thời gian là 5 sản phẩm so với một sản phẩm thì số sản phẩm gấp lên 5 lần. Số sản phẩm gấp lên 5 lần thì thời gian để làm ra nó cũng phải gấp lên 5 lần. Các em lấy 4 phần 3 nhân với 5. 4 x 5 bằng 20. Rồi 20 phần 3 giờ. Bây giờ các em sẽ đổi 20 phần 3 giờ Xem nó bằng bao nhiêu giờ Và lẻ bao nhiêu phút Trước hết là các em sẽ đổi phân số 20 phần 3 Về dạng hỗn số 20 chia 3 Được 6 và dư 2 Tức là ta có phần nguyên là 6 Dư 2 tử là 2 và mẫu là 3 20 phần 3 giờ bằng 6 và 2 phần 3 giờ như vậy ta có 6 giờ và 2 phần 3 giờ 2 phần 3 giờ chưa được 1 giờ Như vậy các em sẽ đổi 2 phần 3 giờ ra phút Bằng cách lấy 2 phần 3 nhân 60 2 phần 3 nhân 60 ta được kết quả là 40 Tức là 2 phần 3 giờ bằng 40 phút Rồi như vậy để làm được 5 sản phẩm như thế, bác thợ mộc cần thời gian là 6 giờ 40 phút. Đáp số là 6 giờ 40 phút. Tiếp theo các em sang bài tập số 7. Một người thợ may trong 4 giờ 44 phút may được 4 chiếc áo. Rồi, 4 chiếc áo thì may hết thời gian là 6 giờ 44 phút. Hỏi để may được 7 cái áo như thế 7 cái áo như thế thì phải cần thời gian là bao lâu? biết thời gian may xong một chiếc áo là như nhau. Rồi như vậy tương tự bài tập số 6 thì các em cũng giải bài toán này theo bước rút về đơn vị. Tức là các em rút về đơn vị. Thời gian, các em tính thời gian để làm ra một chiếc áo. Sau đó, các em sẽ lấy thời gian để làm ra một chiếc áo, các em nhân với 7 thì các em sẽ tìm được là thời gian để làm ra bảy chiếc áo như thế. Rồi đầu tiên, chúng ta có bước rút về đơn vị, đó chính là thời gian người thợ may được một chiếc áo là Để may 4 chiếc áo thì người thợ mất thời gian là 6 giờ 44 phút. Như vậy để may một chiếc áo Chúng ta nhận thấy một chiếc áo so với bốn chiếc Thì số áo giảm đi bốn lần Số áo giảm đi bốn lần thì thời gian để may nó cũng phải giảm đi bốn lần Tức là các em lấy 6 giờ 44 phút chia cho 4 Rồi cụ thể ở đây các em sẽ đặt tính và thực hiện phép tính này ra giấy nhép Các em nhớ phép chia thì bao giờ cũng thực hiện từ bên trái sang bên phải Đầu tiên là các em chia giờ trước Lấy 6 giờ chia cho 4 6 chia 4 được 1 1 x 4 bằng 4 6 x 4 bằng 2 Tức là 6 giờ chia cho 4 Ta được 1 giờ và dư Dư 2 giờ Để tiếp tục phép chia Thì các em sẽ lấy 2 giờ này Các em đổi ra Ta được 120 phút 2 giờ bằng 120 phút Sau đó các em lấy 44 phút ở trên Cộng với 120 phút ở dưới kết được là 164 phút. Bây giờ các em sẽ lấy 164 phút các em chia cho 4. 16 chia 4 được 4. 4 nhân 4 bằng 16. 16 trừ 16 bằng 0. Rồi tiếp theo là các em hạ 4 xuống. 4 chia 4 được 1. 1 nhân 4 bằng 4 và 4 trừ 4 bằng 0. Như vậy là 164 phút chia cho 4 ta được 41 phút. Rồi như vậy kết quả ở đây bằng 1 giờ 41 phút. Thời gian người thợ may được một chiếc áo là 1 giờ 41 phút. Như vậy thời gian người thợ may được 7 chiếc áo như thế là 7 chiếc so với 1 chiếc tức là số áo đã gấp lên 7 lần. Số áo gấp lên 7 lần thì thời gian để may nó cũng phải gấp lên 7 lần. Các em lấy 1 giờ 41 phút nhân với 7. Ở đây các em có thể nhẩm được 41 nhân 7 bằng bao nhiêu? 7 nhân 1 bằng 7. 7 nhân 4 bằng 28. 41 phút nhân 7 bằng 287 phút. 1 giờ nhân 7 bằng 7 giờ. Ở đây 287 phút nó lớn hơn 60 phút. Như vậy các em sẽ đổi 287 phút ra giờ xem nó bằng bao nhiêu giờ và lẻ bao nhiêu phút đổi từ phút ra giờ các em sẽ lấy số phút là 287 chia 60 thì ta được là 4 và dư 47 4 ở đây là 4 giờ và 47 ở đây là 47 phút sau đó các em sẽ lấy 7 giờ cộng với 4 giờ ta được 11 giờ 11 giờ và 47 phút. Rồi. Như vậy đáp số là 11 giờ 47 phút. Rồi, tiếp theo mà các em sang bài tập số 8, đúng ghi D, sai ghi là S. Một người đi xe đạp trong 15 phút đi được quãng đường dài là 3,9 km. Vận tốc của người đi xe đạp đó là A là 15,6 km/h. Đúng hay sai? B là 15,6 km trên phút và C là 23,4 km trên giờ. Rồi để tìm ra đáp án nào là đáp án đúng thì chúng ta sẽ đi phân tích và giải bài toán này. Giờ thích nháp. Một người đi xe đạp trong 15 phút, tức là thời gian là 15 phút, thì đi được quãng đường dài là 3,9 km. Ở đây các em biết thời gian là 15 phút, quãng đường là 3,9 km. Như vậy các em dễ dàng tính được vận tốc của người đi xe đạp. Vận tốc bằng quãng đường chia cho thời gian. Ở đây các em lưu ý, vận tốc có đơn vị đo là km. Mà muốn tính vận tốc ra đơn vị đo là km trên giờ, thì các em nhớ đổi 15 phút ra giờ. 15 phút đổi ra giờ, thì các em lấy 15 chia cho 60. Đổi từ phút ra giờ các em lấy số phút chia 60. 15 chia 60 thì bằng 0,25. Rồi như vậy là 15 phút thì bằng 0,25 giờ. Sau đó chúng ta sẽ tính vận tốc của người đi xe đạp. Bằng cách lấy quãng đường là 3,9. Chia cho thời gian là 0,25. Thì ta được kết quả là 15,6. Quãng đường có đơn vị đo là km và thời gian có đơn vị đo là giờ thì vận tốc các em tính được sẽ có đơn vị đo là km trên giờ. Như vậy, đáp án là 15,6 km trên giờ. Và đây chính là đáp án E Tức là E đúng. B là 15,6 km trên phút là sai. C là 23,4 km trên giờ là, là sai. Rồi, tiếp theo mời em sang bài tập số 9. Một ô tô đi từ Hà Nội lúc 8 giờ 15 phút đến Hải Phòng lúc 10 giờ 15 phút. Ô tô đi từ Hà Nội ra Hải Phòng. Khởi hành lúc 8 giờ 15 phút và đến Hải Phòng lúc 10 giờ 15 phút. Tính vận tốc của ô tô, biết rằng quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng dài 102 km. Hỏi quãng đường dài 102 km các em tính vận tốc của ô tô Rồi các em biết là muốn tính vận tốc Thì các em sẽ lấy quãng đường chia cho thời gian Ở đây quãng đường là 102 km Như vậy trước hết là các em phải tính thời gian Mà ô tô đi từ Hà Nội ra Hải Phòng Bằng cách là các em sẽ lấy thời gian đến trừ đi thời gian đi. Thời gian đến là 10 giờ 15 phút và các em trừ đi thời gian đi là 8 giờ 15 phút. Tức là thời gian bắt đầu đi ấy, là 8 giờ 15 phút Thì chúng ta sẽ tính được thời gian mà ô tô đi từ Hà Nội ra Hải Phòng Sau khi tính được thời gian Thì các em sẽ lấy quãng đường chia cho thời gian Ta tính được vận tốc của ô tô Và cụ thể thì chúng ta sẽ giải bài toán này như sau Thời gian ô tô đi từ Hà Nội đến Hải Phòng là Các em lấy thời gian ô tô đến Hải Phòng là lúc 10 giờ 15 phút Các em trừ đi thời gian ô tô bắt đầu đi Là 8 giờ 15 phút 15 phút trừ đi 15 phút là bằng 0. 10 giờ trừ đi 8 giờ bằng bằng 2 giờ. Đó như vậy, chúng ta có vận tốc của ô tô là Muốn tính vận tốc, Kem sẽ lấy quãng đường chia cho thời gian. Quãng đường là 102 chia cho thời gian là 2 ta được là 51. Quãng đường có đơn vị đo là km. Thời gian có đơn vị đo là giờ. Như vậy vận tốc em tính được sẽ có đơn vị đo là km h Và như vậy đáp số là 51 km h Rồi tiếp theo em sang bài tập số 10. Viết tiếp vào chỗ chấm. Một người đi xe máy từ nhà lên huyện hết 45 phút. Sau khi giải quyết xong công việc, người đó đi từ huyện về nhà hết 36 phút. Quãng đường từ nhà lên huyện dài 18 km. Quãng đường từ nhà lên huyện dài 18 km. Đi từ nhà đến huyện hết 45 phút Tức là thời gian đi hết 45 phút Giải quyết xong công việc Người đó đi từ huyện về nhà hết 36 phút Tức là thời gian về Hết 36 phút Biết quãng đường từ nhà đến huyện dài 18 km Tức là cùng, cùng một quãng đường Nhưng thời gian đi và thời gian về là khác nhau Thời gian đi thì thì lâu hơn và thời gian về thì mất ít thời gian hơn. Câu E, các em tính vận tốc của người đi xe máy nút đi, tức là các em tính vận tốc đi. Câu B, vận tốc của người đi xe máy lúc về, tức là các em tính vận tốc về. Rồi các em biết vận tốc thì bằng quãng đường chia thời gian. Muốn tính vận tốc đi thì các em sẽ lấy quãng đường là 18 km, các em chia cho thời gian đi. Muốn tính vận tốc về, các em cũng lấy quãng đường là 18 km, các em chia cho thời gian về. Ở à đây là quãng đường đi và quãng đường về là là như nhau từ nhà lên huyện và từ huyện về nhà đều là 18 km rồi trước hết là các em nhớ là ở đây người ta yêu cầu các em tính vận tốc có đơn vị đo là km trên giờ như vậy quãng đường quãng đường có đơn vị đo là km rồi thì thời gian các em phải đổi ra là, là giờ 45 phút đổi ra giờ bằng cách lấy 45 chia 60 bằng 0,75 0,75 giờ 36 phút đổi ra giờ bằng cách lấy 36 chia 60 ta được 0,6 giờ rồi như vậy là vận tốc của người đi xe máy lúc đi là muốn tính vận tốc các em lấy quãng đường là 18 quãng đường là 18 chia cho thời gian đi vận tốc lúc đi thì các em nhớ phải chia cho thời gian đi thời gian đi là 0,75 giờ 18 chia cho 0,75 bằng 24 rồi, quãng đường có đơn vị đo là km. Thời gian có đơn vị đo là giờ. Như vậy vận tốc em tính được sẽ có đơn vị đo là km trên giờ. Tức là 24 km trên giờ. Câu E là 24. Rồi, câu B. Vận tốc của người đi xe máy lúc về là ở đây em cũng lấy quãng đường, vẫn là quãng đường đó. Nhưng thời gian về thì ngắn hơn, tức là 0,6 giờ. 18 chia Ta được là 30. 30 km/h. Rồi câu B là 30. Rồi ở đây chúng ta có nhận xét là cùng một quãng đường, cùng một quãng đường. Thời gian đi lâu hơn, thời gian đi lâu hơn. Thời gian là 45 phút. Như vậy là là vận tốc sẽ sẽ bé hơn. Thời gian đi lâu hơn chứng tỏ là tốc độ đi chậm. Tốc độ đi chậm, như vậy là vận tốc sẽ bé hơn. Vận tốc sẽ bé hơn lúc về. Đúng không? Thời gian về mất ít thời gian hơn. Mất ít thời gian hơn, cùng là quãng đường nhưng về mất ít thời gian hơn thì chứng tỏ là là đi nhanh hơn, đi nhanh hơn thì vận tốc lớn hơn. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh học toán online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Và xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.